Thưa quý vị, thưa các bạn, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương, ngay từ đầu năm 2024, lực lượng quản lý thị trường đã chủ động phối hợp chặt chẽ, triển khai các biện pháp kiểm tra, kiểm soát với trọng tâm là đấu tranh chống hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo Tổng cục Quản lý Thị trường, 8 tháng đầu năm 2024, tình hình vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm về an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp, nhất là vào các thời điểm lễ Tết, kỳ nghỉ dài ngày do nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng cao, hoạt động sản xuất, vận chuyển, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm trở nên sôi động. Hành vi vi phạm của các đối tượng luôn thay đổi, hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được đối tượng tập kết tại khu vực biên giới hoặc các kho hàng trung chuyển trên tuyến lưu thông để thẩm lậu vào tiêu thụ nội địa. Vi phạm chủ yếu phát hiện đối với nhóm hàng có nhu cầu cao như thời trang, mỹ phẩm, thiết bị điện, thực phẩm, v.v. Đối với mặt hàng thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, khí bóng cười N2O, những tháng đầu năm, tỷ trọng các vụ việc vi phạm đối với thuốc lá điếu giảm so với vi phạm về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng với các hành vi vi phạm chủ yếu như nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không rõ chất lượng. Các tỉnh, thành phố đang là điểm nóng về vi phạm đối với mặt hàng này là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Long An, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Lào Cai, Quảng Ninh. Ở cái mặt hàng thuốc lá luôn là cái mặt hàng trọng điểm, được lực lượng quản lý thị trường coi như mặt hàng trọng điểm để kiểm tra xuyên suốt trong cái thời gian vừa qua. Thì quan điểm của Chính phủ cũng như Ban chỉ đạo 389 quốc gia và của Tổng cục Quản lý thị trường, thì lực lượng quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cũng có thường xuyên mở các đợt ra quân về việc thứ nhất là việc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến đến các tổ chức cá nhân kinh doanh đối với các mặt hàng này. Thứ hai là cũng thông qua các cái đơn vị thông tin báo chí, những phương tiện truyền thông tuyên truyền đến các cái tác hại của cái sử dụng các cái thuốc lá mà không có nguồn gốc, thuốc lá lậu, về cái tác hại để cho người tiêu dùng cũng không sử dụng. Thứ ba thì lực lượng quản lý thị trường cũng tích cực chia sẻ thông tin, cũng phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm tra những cái vụ việc mà có cái tính chất đường dây ổ nhóm, thì để làm sao để thực hiện có hiệu quả cái công tác này ở trên cái địa bàn thành phố. Cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng đã triển khai công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thông qua việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, lồng ghép trong kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc tổ chức kiểm tra đột xuất và xử lý vi phạm khi phát hiện các hành vi vi phạm trong kinh doanh thuốc lá. Các hành vi vi phạm chủ yếu là buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu và không có biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán của đại lý bán buôn bán lẻ thuốc lá. Trong những năm qua, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với mặt hàng thuốc lá loại đường cát rất được là Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo quyết liệt, các lực lượng chức năng ở các bộ ngành và địa phương là tích cực thực hiện vào cuộc, và chúng ta đã thu nhiều kết quả tích cực, góp phần là bảo vệ sản xuất trong nước, tăng thu ngân sách, số lượng bắt giữ của các lực lượng chức năng là còn thấp và chưa tương xứng với thực tế. Dự báo trong những tháng cuối năm 2024, cùng với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng hóa không đảm bảo chất lượng sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với những phương thức, thủ đoạn vi phạm mới và tinh vi hơn trước. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, các hoạt động thương mại điện tử cũng ngày một phát triển mạnh hơn, kéo theo đó tình trạng buôn bán hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng trên không gian mạng cũng sẽ diễn ra nhiều hơn. Trước tình hình đó, trong thời gian tới, Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương tiếp tục triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia trong việc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với hàng lậu, hàng giả, các hành vi gian lận thương mại, thực hiện nghiêm chỉ thị số 30 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.